Hello, hôm nay gọi điện có đấy. Tại vì mà bọn nó hay như sporting fight đấy, thì phải show work color lo và tại thì mới vào mà nó. Okay, let's talk about the Burmese version. Okay, nó. Alo, mình là nhà chị má, thì người chị nói nó chị nhà biểu tao mà đó. Đã số lượng đồ tăng gì mà nó đã cho nó em nhìn nó. Số lượng là được kể về nhà nó là tao mà không. Nên bây giờ về tôi à. Chỉ thật tả để gì trên này xin lỗi là thì bữa mà số lượng ngà mà này show nghề đó thì bữa mà cho nói em nhà là đã thì bữa mà số lượng show nghề lo số lượng và tua gì trên mới xin lỗi nhà lo show nghề đó làm hậu từ lo nè bây giờ lẽ tu ấy giờ mau xin lỗi về tu nãy giờ đó à à rồi để cho nó làm số lượng số lượng ngà show đó bị mệt lẽ đó tu ấy phải mau một show bữa bọn nó tu ấy tất tả bữa mà đó đã show nghề làm gì bọn nó tại vì nè anh này nè đã nãy bị trúng tuyển thì đã bị nó xong lưu xuống đây cái giá thầm mà đi học á alo web chat tăng ghê đây đã yếu ya mà chat tăng ghê đây nhìn tháo bỏ nó à khu vực giá đó quan trọng tiền ship mà giá đó đã nên nó tích sản nó bị thì cái giá này giá nên nó thu giá vào bị gì tôi biết mày yếu ya cái giá này nè tôi mới đủ rồi ba về biết biết số gì đó tôi à cao giống chú giá ghê đấy à cao giống này tôi anh này yếu thua ghê đấy à cao giống này tôi chú giá ghê đấy thì luôn nghe đây đi phải đó nè tôi biết mày quay phim nào bỏ nó tụi con đang chú ra cái đấy, tụi con đang tải cái cái đấy, tụi sao chung lại ra xí cái đấy, đã tụi này thay đổi này, tụi gì chuyển xí đấy, đã bị mẹ, nên bị này tụi được hàng mà tụi à, mà này show nó cái đấy, bao lâu lấy số đó, số lượng u gà tụi à, ta mà lấy tiền này, tao tiền này khăn nào cũng, tụi phải xài hết đấy, đã bị mẹ tụi à, chỉ cần giao mình xí được lâu tụi à sâu mà nó số gì à, đã tụi à anh ấy chỉ được lâu bao nhiêu nào đó luôn nhìn này. Đó là cho rồi áp tiết tuần nhiều mình nhau nó đã rồi đã tu ye tay tay anh ấy tu ye lúc giờ mình tu ye khoa anh ấy tu ye chú ra mua bao mù tì bây giờ đi tu tàu này nè tu ye tai qua bao mù tì đó nó đã cho nó rồi áp tiết bây giờ mình nhau bu đã số gì à giờ rồi con nó tu thu ghe đấy số gì cả tu ở con giàu quyền bu cả bộ chú ra thu ghe đó lẹ lo qua ở các quyền nào mà bị lên nè bị cả tiền nhà đã bắt bàn này đã tu ye đủ gần giờ điều mà này bọn nó chú gần chết được tụi à mà này giàu tụi con không lâu sau này cái đấy nè bị cả bị đó là tụi con lâu quá các mà khán á đã là tụi số gì của cháu đã là ba em ba mẹ đã số gì là đi à giờ đó đi ra tại mẹ đã thi bị hết rồi đã lấy vợ đó giờ cái nông nhà đấy số gì là bu cái đấy nè thả trên nè trên khảo đi ra nè bị à là tụi là bây giờ đã bắt bàn này đã lâu quá các mà khán vũ lâu quá lần này sang thầu đấy đào chân này đủ này tàu này lâu quá các mặt hàng món nó đỡ luôn này về tòa bèo thêm được giá đó anh nè bia đa số số gì em nhớ số cho nè bia nè bia bắt chặt chỉ lại à nè bia cho nó này tòa à sao lại ngang ngang đi về chi đi đấy à đi lao tới vậy này thà này đã top 3 top 4 lao làm mặt đó liu giàu này của nó tôi này thà cho nó bên lâu về phía phía ba anh nè bia cho nó đã làm em bèo mà lại tôi cứ chào em bèo làm hậu bảo đa số gì ở đó bà về bảo show này cái giảm xíu đã nào bây giờ bố bị đó bố bị cao biến sinh nó dài thì đấy chỉ để xí đẹp nhai xí đấy đã bây giờ bây giờ xong này rồi đã tao lòng bây giờ xong đó là hậu đấy rồi cho nó đó sử dụng như là áp đi mấy bây giờ chỉ nhiều biết biết bé chỉ mấy giờ từ xong đi biết gì nay thì biết giờ cho nó biết phải đào ra cho nó đó là dùng bên này về áp đi đấy nào bây giờ này thì nhà mà chúng nó thao bia chỉ là giờ đó đã đi yoga ăn giá ní này đã đi mười thai bọn nó đã mười thai rồi là lại đã lúc nào mình yoga ăn giá ní bé đã mẹ qua đó anh em làm hậu đầu cái đó liệu là tu chân thì bị bỏ nó, cho rồi thì lưu nhà lâu bây giờ này đặt cái đó liệu, có quyền là liên tiêu mà cho nó, à tu chân bây giờ là phổ biến đó, chú ra mà bỏ nó thì lưu nhà lâu bây giờ cho nó, à cho nó tu chân gì trên này đã mới đặt, anh đi thay ya khác cái đó xí để học này, à khác cái xí này cho nó rồi thì lưu nhà upgrade mà phía gì đó là cho nó rồi nó nà lên đấy, đã mới cho nó sản nào là tu chân gì trên bỏ nó thì mười thay một lần đúng không? Nào bây giờ nè bây giờ này tụi lùng cái đi super lớn nè thu cái đấy bây giờ là rồi đã tụ lê thu nè về show nó cái đó bọn nó lê thu khai nhà bây giờ show nè super lớn và tụi blue về super lớn cố lần nè về tung tung chi nè về căng căng đã rồi là super lớn rồi tụi ya cao nè lát tin nè đi tin nè chỉ cần giờ điều tàu bây giờ nè bây giờ kêu nè này yêu đó cái đấy đào cho nó chỉ chỉ à phía cho nó yêu ya lâu về nè thì mùi thai nè đã đo liu qua hà này bọn nó đi anh đi tha đã đo liu lấy qua hà này bi à cho nó yêu ya lấy thì tôi đã tin là lao lấy đã đo liu tôi đã tin này bi bọn nó
ဒါပေမဲ့အခင်းအနေထားသိတယ်ကျွန်တော်ဘလိုခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်နားလည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ပန်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တိုးတက်စီခြင်းမီးတော့အလွန်ငယ်တဲ့နှစ်10နှစ်အနည်း20အလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်မွေထိုင်းဆိုတာကဒါကိုယ်ဆိုတော်တော်လေးတိုးတက်နေပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့မြင်ရတော့ဒါမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုးရတော်လေး upgrade လုပ်သင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒါမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာပဲဒါလူညံ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြတော့ဒါအဲကစားနီးပေါ့နော်ယိုလူညံ့လို့မဟုတ်ဘူးပြဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတော့တစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်သွားပြီဒါလူနဲ့မဆိုင်တော့ဒါစနစ်တစ်ခုလုံးဆိုင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကစားတဲ့ဒီအားကစားယိုရစနစ်တစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီတွေ့ကြောင်မို့ကျွန်တော်လည်းညော်လင့်နေကျွန်တော်ယိုရကစားနေတဲ့တစ်ချိန်ကြာရင်ဒီမွေထိုင်းမျိုးဒီထပ်ပုတ်ကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မျှော်လင့်တယ်။ပြီးတော့ညကုံချုံအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဆိုဂျီကိုအားပေးတယ်။တန့်စင်ညီလေးတန့်စင်ကိုလည်းအားပေးတယ်နော်။ရှုံးကြီးဖြစ်စေနိုင်ကြီးဖြစ်စေကျွန်တော်တို့လာမယ့်ပွဲတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အများနဲ့အားပေးတယ်နော်။ကဲဒီ view ရဲ့ဒီလောက်လေးပါပဲအားလုံးပဲ fighting ကဲဒီညတော်တော့အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါဗျ။ဒီ video လေးကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးနဲ့ like subscribe share လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျ။ကျွန်တော်ကကောဒေနော်ဟာလီကောဒေနော်တပ်လို့လဲကွာနေတာမို့တခိုင်းနော် like subscribe share တပ်ပြီးတော့ဒီနော်ကျွန်တော်ကကောဒေနော်ပထီလာတာလဲတောင်းမှုလဲခါနော် bye